Ngày 24 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ 0 giờ ngày 25 tháng 8, tất cả các loại giấy đi đường sẽ do cơ quan công an cấp. Cụ thể, thực hiện công văn số 2796, số 2800 và số 2850 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trưởng công an cấp huyện, trưởng công an cấp xã tham mưu cho chính quyền khẩn trương tập hợp danh sách số lượng giấy đi đường được cấp theo diện được phép lưu thông, báo về phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh để nhận phiếu về cấp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 in, ký cấp giấy về các đơn vị cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể để cấp đến cán bộ công nhân viên. Đối với lực lượng công an, quân đội trong trường hợp mặc thường phục theo yêu cầu công tác phải có giấy đi đường do phòng BC08 cấp. Giấy đi đường do phòng BC08 ký có hiệu lực toàn thành phố. Giấy đi đường do công an cấp huyện được ủy quyền ký có hiệu lực toàn thành phố. Giấy do trưởng công an cấp xã được ủy quyền ký có hiệu lực trong phạm vi cấp huyện của nơi công an cấp xã đóng quân. Ngoài ra, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, trưởng công an cấp huyện không tự đặt các yêu cầu đi lại trái quy định chung của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 đối với cán bộ chiến sĩ. Đáng chú ý, đối với các phương tiện vận tải hàng hóa trong thành phố đã được cấp mã QR, được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian đã được cấp phép, không kiểm tra giấy đi đường, kể cả xe taxi đã được cấp mã QR, xe khách đã được cấp mã QR, xe chở công nhân đã được cấp mã QR. Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các chốt trạm kiểm soát của thành phố cho lưu thông đối với các đối tượng, phương tiện, chở oxy, thuốc men, vật tư y tế khi có các giấy tờ chứng minh.